dứt điểm chỉ trong 3 buổi thôi nhá. Hết ngay sau một liệu trình. Bác sĩ là bác sĩ tai mũi họng à? Không, mình thì là da liễu. Nhưng mà cái phần họng này thì mình có thể làm được. Thì lúc này mình sẽ phải cắt hết, là đầu tiên là cắt amida này, cắt lưỡi gà và cắt chỉnh hình phần màng hồng. Cái phương pháp bên em là nếu mà điều trị gũ ngáy thì bọn em sẽ có một cái đầu máy chuyên biệt. Thường xuyên xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội như là một hệ thống thẩm mỹ viện hàng đầu về điều trị gù ngáy, sẹo và nhiều dịch vụ thẩm mỹ hiện đại với 17 cơ sở trên khắp cả nước. Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin lại bị nhiều khách hàng nhắc đến với hàng loạt ồn ào. Đến cơ sở của Medic Skin tại số 222 xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội để trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ của cơ sở làm đẹp này, nhiều bất thường được phóng viên ghi nhận. Biết khách hàng là người có nhu cầu chữa gù ngáy, chúng tôi nhanh chóng được nhân viên của Medic Skin đưa lên một phòng riêng để thăm khám. Dù chỉ là phòng khám chuyên khoa da liễu, nhân viên lễ tân của Medic Skin cũng yêu cầu được thăm khám họng để đoán bệnh cho phóng viên. Cái phương pháp bên em là nếu mà điều trị gũ ngáy thì bọn em sẽ có một cái đầu máy chuyên biệt, là sẽ sử dụng đi cái đầu máy trực tiếp xuống phần mồm họng này của mình nè. Đó, thì khi mà tác động như thế này, thứ nhất là nó sẽ làm giãn nở được cái phần cơ, thì bọn em sẽ làm cho nó thư giãn và bắt đầu nó nhả ra từ từ. Thành ra nó sẽ làm giảm được cho anh cái vấn đề là bị tình trạng gũ ngáy. Bước sống thì nó sẽ xuyên xuống được dưới tầng da của mình, thành ra nó mang lại kết quả cho mình được. Thắc mắc vì sao những nghiệp vụ y khoa lại được thực hiện bởi nhân viên lễ tân chứ không phải bác sĩ. Nhân viên này tỏ ra lúng túng và bắt đầu liên hệ bằng điện thoại cá nhân. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, một người đàn ông mặc áo blue trắng tự giới thiệu là bác sĩ xuất hiện để khám bệnh cho phóng viên. Theo người này, điều trị gù ngáy là một bệnh liên quan đến mũi họng và bác sĩ tại Medic Skin vẫn sẽ điều trị được dù chỉ có giấy phép hành nghề da liễu. Ngáy là do cái bệnh về tai mũi họng đúng không? Có, tất cả nó đều liên quan. Người ta đã làm một cái gọi là chuyên khoa tai mũi họng thì đương nhiên đều nó đều hướng vào đấy hết. Bác sĩ là bác sĩ tai mũi họng à? Không, mình thì là da liễu. Nhưng mà cái phần họng này thì mình có thể làm được. Theo mô tả của bác sĩ, việc điều trị gù ngáy tại đây sẽ được điều trị bằng một loại máy có tên là Martin. Bằng cách sử dụng sóng phát ra từ máy sẽ giúp thu nhỏ phần mỡ cằm, giãn nở, cải thiện tình trạng gù ngáy. Bác sĩ giới thiệu thêm, ngoài chữa gù ngáy, Medic Skin còn là một cơ sở điều trị sẹo nổi tiếng bằng cách kết hợp nhiều công nghệ, đặc biệt là tế bào gốc. Ngoài thực hiện các thủ thuật được cho phép về chuyên khoa da liễu, Medic Skin cho biết sẽ thực hiện dịch vụ tế bào gốc tự thân bằng cách lấy máu người bệnh, ly tâm rồi sản xuất ra tế bào gốc và dùng để điều trị cho khách. Thế ở đây có làm tế bào gốc không ạ? Ở đây có tế bào gốc của chính mình. À, tự thân đấy hả? Tự thân là lấy cái máu của mình để mình xếp tách ra. Và cái đấy thì nó sẽ giúp nhanh hơn quá trình, đầu tiên là lành thương, hai là tăng cái sắc tố trở về nó nhanh hơn. Thì đây bác đang hướng cho mình là đầu tiên là cứ làm máy, sau đó mình có thể mình kết hợp muốn nhanh hơn, hiệu quả hơn. Và cái mần da của mình nó trở về nhanh hơn, nó rơi khoảng 80-90% đấy. Thì mình sẽ kết hợp thêm ít nhất 1-2 buổi tế bào gốc của mình, nó sẽ là tốt nhất. Nhân viên của thẩm mỹ viện này tư vấn thêm, với dịch vụ lấy máu tách chiết ra tế bào gốc để làm đẹp, điều trị bệnh cho khách, giá của mỗi lần thực hiện là 5 triệu đồng. Tuy giá không cao nhưng dùng tế bào gốc ngoại nhưng hiệu quả với người có nhu cầu làm đẹp là vô cùng lớn. Sẽ lấy máu thì ít nhất là người ta sẽ phải chiết tách và lấy cái tế bào bên trong. Thì ít nhất là phải 30 phút đến 40 phút. Thì sử dụng bằng tế bào gốc tự thân của mình thì bên em đang có chi phí là còn 5 triệu trong buổi. Đây là chi phí trị giá đã giảm. Đây là tế bào gốc tự thân của mình sẽ lấy tế bào gốc trong máu của mình. Tức là bác sĩ bên em sẽ sử dụng huyết tương và sau khi tách huyết tương nó sẽ quay ly tâm 2 lần nhân bản lên cái lượng tế bào gốc như thế rồi sau đó mới sử dụng để mà cấy trực tiếp vào vùng da của mình. Ở đây chỉ là máy móc để nhân nó lên thôi, chứ mình không phô về sản phẩm gì quá gọi là cao cấp. Mình thấy là mình sử dụng những cái phương pháp nhân tạo của nước ngoài thì nó lại là cái gì đấy nó rất là đắt. Theo nguồn tin riêng của Lao động, Medic Skin có hệ thống 17 cơ sở, trong đó có nhiều cơ sở hoạt động chưa hoàn thiện về cấp phép. Ngoài ra, nhiều dịch vụ làm đẹp, quảng cáo được thực hiện khi chưa được cơ quan quản lý cho phép.